dạ kính thưa tiến sĩ bác sĩ nguyễn hoàng hải kính thưa ban giám đốc kính thưa quý thầy cô kính thưa các anh chị và các bạn đồng nghiệp à, em là bác sĩ trần kim hoa thuộc khoa hồi sức tim mạch hôm nay em xin đến với hội trường em xin uh, mang đến đề tài thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch khi nào cần tìm nguyên nhân tăng đông như chúng ta đã biết bệnh lý thuyên tắc huyết khói tĩnh mạch ngày càng gia tăng và nó đem lại một cái gánh nặng cho nền y tế ước lượng thì tại mỹ hàng năm có khoảng hơn một chín trăm ngàn bệnh nhân mắc thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch với số bệnh nhân tử vong từ sáu mươi đến một trăm ngàn bệnh nhân do đó đây là một cái vấn đề bệnh lý à, gây gánh nặng cho nền y tế trong cuộc suốt cuộc đời của một bệnh nhân người lớn trưởng thành thì có khoảng một phần mười hai bệnh nhân sẽ bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch trong suốt cuộc đời của họ và trải qua các thập kỷ, dù có các biện pháp điều trị ngăn ngừa thì cái tỷ lệ mới mắc của bệnh lý thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cũng không giảm qua các thập kỷ. Nói về nguyên nhân của bệnh lý tăng đông thì bệnh lý tăng đông đó là sự uh, tương tác giữa ba yếu tố chính, đó là tình trạng ứ trệ tuần hoàn, tình trạng tổn thương mạch máu và đặc biệt là tình trạng tăng đông. Ba uh, cái uh, yếu tố này nó sẽ tương tác lẫn nhau và sẽ làm biểu hiện lâm sàng là tình trạng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch với biểu hiện lâm sàng chính đó là huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên tắc phổi nói về bệnh lý tăng đông thì đây là một cái tình trạng di truyền hay là mắc phải à, với biểu hiện chính là sẽ làm tăng nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch nhiều hơn so với bình thường theo y văn thì bệnh lý này được chia làm hai nhóm đó là nhóm di truyền và nhóm mắc phải trong đó nhóm di truyền thì bao gồm các yếu tố đó là yếu tố 5 lây đen, đột biến gen rhombin, thiếu protein C, protein S, thiếu anti rhombin 3 hoặc là tăng hoạt tính các yếu tố đông máu như là yếu tố 8, yếu tố 9, yếu tố 11. Về các bệnh lý mắc phải thì nổi bật là ba cái bệnh lý đó là hội chứng kháng phospholipid, tiểu hemoglobin kịch phát về đêm và rối loạn tăng sinh tủy. Về các bệnh lý tăng đông thì các bệnh lý tăng đông với các tỷ lệ hiện mắc hầu như là rất là thấp trong đó hai cái bệnh lý tăng đông thường gặp nhất đó là bệnh lý về dị gì hợp tự yếu tố 5 ly đen và hội chứng kháng phospholipid và tùy theo loại bệnh lý tăng đông này thì cái nguy cơ dẫn đến cái biến cố lần đầu thuyên tắc huyết tối tĩnh mạch hoặc là nguy cơ tái phát nó sẽ khác nhau à, trong đó người ta sẽ chia làm hai cái nhóm chính về các nhóm bệnh lý tăng đông đó là nhóm tăng chức năng hoặc là mất chức năng Tăng chức năng nghĩa là cái tình trạng tăng đông nó sẽ nhiều hơn bình thường và giảm chức năng. Tức là các protein C, protein S và antirrombin 3 này ở trong uh, cơ thể cúng chết ta nó có uh, hoạt tính giống như là một cái yếu tố kháng đông tự nhiên của cơ thể. Và khi nó mất cái chức năng kháng đông này thì cái tình trạng tăng đông nó sẽ nổi bật hơn và sẽ gây ra cái tình trạng khuyên tắc huyết khói tĩnh mạch trên lâm sàng Trải qua... Uh, các Thập kỷ thì các hướng dẫn điều trị à, nói gì về các à, biện pháp xét nghiệm tiền nguyên nhân tăng đông ở các nhóm bệnh nhân có bệnh lý thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch thì à, ở hội lồng ngực mỹ à, trong các khuyến cáo của họ cũng như là trong cập nhật thì người ta chưa có những cái hướng dẫn cụ thể về các xét nghiệm tiền nguyên nhân tăng đông cũng như là hội họ huyết học Mỹ năm 2023 thì khuyến cáo này người ta cũng chỉ đưa ra uh, là người ta sẽ không xét nghiệm tăng đông ở những bệnh nhân người lớn khi tắc huyết khối tĩnh mạch và có yếu tố nguy cơ chính thoáng qua tức là bệnh nhân có yếu tố nguy cơ rõ ràng còn đối với tác giả con no đăng trên tạp chí New England Journal Medicine năm 2017 thì tác giả này đưa ra những cái tình huống cụ thể những cái nhóm bệnh nhân cần tìm sẽ làm cái xét nghiệm tìm nguyên nhân tăng đông và tiếp theo nữa là có hội huyết học của Anh Thì người ta cũng đưa ra những cái khuyến cáo cụ thể Về xác nghiệm nguyên nhân tăng đông Tại sao người ta lại đưa ra à, Càng ngày với sự phát triển của nền y khoa Thì người ta càng đưa ra những cái uh, Uh, lẫn chứng và càng, càng thấy tầm quan trọng mình cần phải tìm nguyên nhân tăng đông. Tuy nhiên, mình cần tìm nguyên nhân tăng đông như thế nào để hiệu quả và giảm chi phí điều trị? Vì những cái xét nghiệm nguyên nhân tăng đông không phải là bệnh viện nào cũng có và chi phí mà xét nghiệm nguyên nhân tăng đông cũng không phải là rẻ. Do đó, những cái khuyến cáo đưa ra trong những tình huống cụ thể và uh, trong những cái hướng dẫn cụ thể để người bác sĩ lâm sàng có thể đưa ra những cái quyết định uh, xét nghiệm chỉ số tăng đông một cách chính xác nhất và hiệu quả nhất cho người bệnh. trong một cái thống kê về việc mà chỉ định xét nghiệm tăng đông tại một cái cơ sở hàng lâm tại Mỹ thì người ta nhận thấy rằng chỉ có 34% bệnh nhân được chỉ định xét nghiệm tăng đông là phù hợp. Về thời điểm xét nghiệm tăng đông thì người ta nhận thấy rằng 51% bệnh nhân được xét nghiệm tại thời điểm có biến cố huyết khối lần đầu và 34% bệnh nhân được thực hiện xét nghiệm khi mà đang sử dụng kháng đông, điều này nó sẽ làm dương tính giả của xét nghiệm, do đó mình sẽ làm tăng tăng cái mức mà chẩn đoán bệnh lý tăng đông ở những bệnh nhân có biến cố thiên tắc huyết khối tĩnh mạch và vì vì lý do đó thì chi phí xét nghiệm nó sẽ lớn hơn một triệu đô một năm tại Mỹ đối với thống kê của cái báo cáo này và vì chi phí điều trị kháng đông kéo dài không cần thiết cũng như là những cái biến chứng liên quan kháng đông khi mình sử dụng kháng đông kéo dài thì nó sẽ làm tăng gánh nặng cho cả bệnh nhân và nền y tế do đó uh, theo một cái cập nhật mới nhất của Hội huyết học Mỹ à, trong cái khuyến cáo được đưa ra năm 2023 thì người ta đưa ra những cái khuyến cáo cụ thể trong những cái lĩnh vực liên quan đến bệnh lý thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cụ thể hơn để đưa ra những cái uh, hướng dẫn mình khi nào mình cần làm xét nghiệm tăng đông để đưa đến cái kết quả tốt hơn cho người bệnh trong đó thì người ta sẽ chia ra là những bệnh nhân có biểu hiện bệnh lý thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch có triệu chứng thì sẽ bao gồm những những cái nhóm mà không có nguyên nhân rõ ràng có nguyên nhân yếu tố thúc đẩy À, những cái huyết khối tĩnh mạch ở vị trí bất thường như là huyết khối tĩnh mạch nội sọ, huyết khối tĩnh mạch lách thì từng trường hợp cụ thể à, em sẽ trình bày theo cái từng cái tình huống lâm sàng để cho mình có thể là dễ dàng à, nắm bắt được cái vấn đề và khi mình gặp tình huống lâm sàng mình cũng có thể tự tin mình ra cái quyết định chỉ định xét nghiệm cho bệnh nhân. Đối với tình huống thứ nhất, đây là một cái bệnh nhân thiên tắc huyết khối tĩnh mạch không có yếu tố thúc đẩy đây là một bệnh nhân nam 52 tuổi, không có tiền căn bệnh lý, nội ngoại khoa, đến khám vì sưng chân bên phải. Bệnh nhân được xét nghiệm là siêu âm tĩnh mạch hai chi dưới và có huyết khối tĩnh mạch sâu đoạn gần chân phải. Bệnh nhân được chẩn đoán là huyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu uh, chân phải đoạn gần và được điều trị kháng đông 3 tháng. Và bệnh nhân khi mà sử dụng kháng đông thì mình đánh giá về nguy cơ xuất huyết thì bệnh nhân không hề có một cái nguy cơ xuất huyết cao nào. Thì uh, đối với bệnh nhân này sau khi mình đã hoàn tất cái giai đoạn điều trị ban đầu của bệnh nhân là điều trị kháng đông 3 tháng thì mình có xét nghiệm tăng đông cho bệnh nhân hay không? Dạ, câu trả lời của cái khuyến cáo này là chúng ta sẽ không làm xét nghiệm tăng đông cho bệnh nhân và sử dụng kháng đông kéo dài. Sở dĩ người ta khuyến cáo như vậy là vì đối với những trường hợp bệnh nhân có thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch và không có yếu tố thúc đẩy thì cái tỷ lệ nguy cơ tái phát của bệnh nhân thuộc nhóm là nguy cơ cao. Do đó mình việc mình xét nghiệm tăng đông Uh, nó không có ý nghĩa mang một ý nghĩa gì về quyết định mình chấm dứt hoặc là mình điều trị kéo dài cho bệnh nhân do đó đây là khuyến cáo đầu tiên của cái uh, hội huyết học mỹ người ta đưa ra khuyến cáo và nói rằng đối với bệnh nhân thuyên tắc huyết khó tĩnh mạch không ký tốt thúc đẩy và đã hoàn thành cái giai đoạn điều trị ngắn hạn tức là 3 đến 6 tháng thì khuyến cáo này uh, khuyến cáo mình không thực hiện xét nghiệm tăng đông để hướng dẫn thời gian điều trị cho bệnh nhân và trên cơ sở là những cái bệnh lý tăng đông này với cái dữ liệu thì nó không quá nhiều do đó uh, trong cái hướng dẫn này người ta đã dựa trên mô hình phân tích những cái bằng chứng hoặc là những cái báo cáo về các bệnh lý tăng đông này và người ta đưa ra những cái số liệu để thuyết phục chúng ta là uh, cái độ chính xác và độ tin cậy của khuyến cáo là trên chiến lược mà xét nghiệm tăng đông và điều trị kéo dài cho bệnh nhân thì người ta nhận thấy đối với những trường hợp mà thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch tái phát khi mà bệnh nhân đã xét nghiệm tăng đông và được điều trị kéo dài hoặc là bệnh nhân ngưng điều trị thì có lớn hơn 42 uh, phần 42 bệnh nhân là có tỷ lệ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch với tỷ lệ xuất huyết nặng ở cả nhóm nguy cơ thấp và nguy cơ cao là không cao. Do đó, việc mình điều trị kháng đông kéo dài dựa trên bệnh nhân là thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch không có yếu tố thúc đẩy thì hoàn toàn không dựa vào cái xét nghiệm bệnh lý tăng đông cho bệnh nhân. Tiếp theo em sẽ đến tình huống thứ hai đó là trường hợp bệnh nhân thuyên tắc huyết khối tỉnh mạch có yếu tố thúc đẩy rõ ràng. Đây là một bệnh nhân nam 40 tuổi có tiền căng tăng huyết áp và bệnh nhân được phẫu thuật viêm ruột thừa. Sau khi phẫu ngày thứ năm thì bệnh nhân có biểu hiện khó thở và bệnh nhân được chụp CT ngực phát hiện là thuyên tắc phổi và bệnh nhân này đã được điều trị kháng đông 3 tháng. Bệnh nhân này đến cơ sở y tế để tái khám. Thì tại thời điểm này, bệnh nhân đã hoàn tất cái giai đoạn điều trị ban đầu. Thì quyết định tiếp theo của chúng mà chúng ta là sẽ tiếp tục kháng đông hay là xét nghiệm tăng đông hay là ngưng kháng đông cho bệnh nhân ạ? À. Do bệnh nhân này là có một cái yếu tố thúc đẩy, thúc đẩy rõ ràng liên quan đến phẫu thuật thì bệnh nhân này được chỉ định là không làm xác định xét nghiệm tăng đông và được bệnh nhân điều trị kháng đông 3 tháng và sau đó là ngưng khuyến cáo thứ hai người ta nói rằng bệnh nhân thuyên tắc huyết khói thúc tỉnh mạnh có yếu tố hút đẩy là phẫu thuật và đã hoàn tất điều trị ngắn hạn thì hội họ huyết học mỹ khuyến cáo là không thực hiện xét nghiệm tăng đông để quyết định thời gian điều trị kháng đông cho bệnh nhân và cũng dựa trên cái mô hình mà người ta đánh giá khi mà bệnh nhân được thực hiện xét nghiệm tăng đông và không thực hiện xét nghiệm tăng đông cũng như chiến lược điều trị kháng đông thông thường thì người ta nhận thấy là khi mà mình ngưng kháng đông thì cái tỷ lệ tái phát cũng như nguy cơ xuất huyết của bệnh nhân nó cũng không gia tăng do đó là bệnh nhân không được khuyến cáo thực hiện xét nghiệm tình huống thứ ba cũng hay gặp trên lâm sàng đây là trường hợp những bệnh nhân phụ nữ có thai đây là cũng nhóm đối tượng nguy cơ tăng đông và có thiên tắc huyết khối tĩnh mạch thì uh, bệnh đây là một bệnh nhân nữ 28 tuổi thai 28 tuần và không tiền căn bệnh lý nội ngoại khoa bệnh nhân đáng khám vì sưng đau chân bên trái và bệnh nhân chẩn đoán là huyết khối tĩnh mạch sâu chân trái đoạn gần trên nền thai 28 tuần thì bệnh nhân được điều trị với nóc 1 mg bạc ký trên 12 giờ thì uh, đối với câu hỏi bệnh nhân thai kỳ này thai kỳ bản thân nó là một yếu tố tăng đông rồi thì đối với những bệnh nhân này sau khi mình đã hoàn tất giai đoạn điều trị kháng đông cho bệnh nhân thì mình có làm xét nghiệm tăng đông cho bệnh nhân hay không Dạ, yeah. câu trả lời là bệnh nhân này sẽ được thực hiện xét nghiệm tăng đông và điều trị kháng đông kéo dài à, và bệnh nhân uh, chỉ được thực hiện điều trị kháng đông kéo dài khi mà bệnh nhân xét nghiệm tăng đông này dương tính. À, tiếp theo, đây là một uh, bệnh nhân nam 64 tuổi, không tiền căn bệnh lý và nhập viện vì điều trị viêm phổi. Trong quá trình nằm viện thì bệnh nhân hầu như là bất động, chỉ ngồi dậy chỉ để đi vệ sinh thôi. Sau 3 ngày thì bệnh nhân sưng đau chân bên trái và bệnh nhân được chẩn đoán là huyết khối tĩnh mạch sau chân trái đoạn gần. À, với bệnh kèm theo là viêm phổi cộng đồng, bệnh nhân được điều trị kháng đông. Đây là một, một tình huống mà khá thường gặp trên lâm sàng đối với những trường hợp mà bệnh nhân không có được dự phòng thiên tắc huyết khói tĩnh mạch. Thì mình dựa trên các uh, hang thang điểm Padua Thì đối với những bệnh nhân này Thì sau khi điều trị kháng đông rồi Thì mình có quyết định ngưng kháng đông cho bệnh nhân Mình không làm gì cả Hay là mình sẽ xét nghiệm tăng đông cho bệnh nhân à Đối với những bệnh nhân này thì người ta cũng đưa ra khuyến cáo là bệnh nhân sẽ được thực hiện xét nghiệm tăng đông và điều trị kháng đông kéo dài nếu mà xét nghiệm tăng đông dương tính. Và khuyến cáo này, trong khuyến cáo này người ta đưa ra rằng những trường hợp mà thuyên tắc huyết khó tĩnh mạch có yếu tố thúc đẩy là yếu tố nguy cơ chính thoáng qua không phải là phẫu thuật. Những bệnh nhân có sử dụng thuốc người thai kết hợp, thai kỳ và hậu sản đã hoàn tất giai đoạn điều trị ngắn hạn thì khuyến cáo này đề nghị là sẽ thực hiện xét nghiệm tăng đông để hướng dẫn điều thời gian điều trị cho bệnh nhân xét à, về mặt lợi ích thì đối với những trường hợp mà bệnh điều, bệnh nhân được xét nghiệm tăng đông và điều trị dài hạn thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ biến cố về xuất huyết huyên tắc huyết khối tĩnh mạch thì không cao còn biến cố về xuất huyết cũng không cao để nắm được những bệnh nhân nào là có yếu tố nguy cơ thúc đẩy bệnh lý ta bệnh lý thuyên tắc huyết khói rõ ràng và những bệnh nhân nào uh, sẽ có yếu tố nguy cơ không phải yếu tố nguy cơ chính thì chúng ta cần nắm cái bảng yếu tố nguy cơ thoáng qua rồi tức là những yếu tố nguy cơ này sẽ được giải quyết sau khi thuyên tắc huyết khói tỉnh mạch Uh, có yếu tố hút đẩy xảy ra. Yếu tố nguy cơ chính bao gồm là phẫu thuật với thời gian gây mê toàn thân kéo dài trên 30 phút, bệnh nhân nằm tại giường hơn bằng 3 ngày vì bệnh lý cấp tính và phẫu thuật lấy thai. Còn yếu tố nguy cơ phụ bao gồm bệnh nhân sử dụng liệu pháp estrogen, bệnh nhân thai kỳ hậu sản, bệnh nhân nằm tại giường hơn 3 ngày nhưng mà bệnh nhân không có nhập viện, bệnh nhân có chấn thương, hạn chế vận động, lớn hơn hoặc bằng 3 ngày. Còn cái yếu tố nguy cơ kéo dài, tức là sau khi mà cái tình trạng uh, bệnh lý thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch của bệnh nhân đã được giải quyết rồi, thì cái yếu tố này cũng còn tồn tại cho bệnh nhân. Đó là tình trạng ung thư hoạt tính, được định nghĩa là những trường hợp bệnh nhân đang hóa trị liệu, bệnh nhân cái bệnh lý ung thư tái phát hoặc là đang tiến triển, bệnh lý viêm ruột mạng tính, bệnh những cái bệnh lý rối loạn tự miễn, uh, viêm khớp do thấp, nhiễm trùng mạng hoặc là bệnh nhân bất động mạng. Đối với những trường hợp bệnh nhân có chấn thương tủy sống tiếp theo một cái uh, bệnh cảnh lâm sàng uh, rất là cũng hay thường gặp ở bệnh viện mình uh, đó là những trường hợp bệnh nhân có huyết khối vị trí bất thường và hay gặp nhất là huyết khối tĩnh mạch nội tạng cũng như là huyết khối tĩnh mạch sọ não uh, đây là một bệnh nhân nam 44 tuổi có tiền căn là tăng huyết áp và huyết khối tĩnh mạch nội sọ không yếu tố hút đẩy cách đây 2 năm bệnh nhân đang được điều trị kháng đông kéo dài và bệnh nhân lần này đến khám để được tư vấn xem bệnh nhân có thể ngưng kháng đông hay không và cần làm gì thêm cho bệnh nhân thì quyết định tiếp theo của một bác sĩ tim mạch à, là sẽ như thế nào mình sẽ không làm xét nghiệm tăng đông gì hết mình cứ điều trị kháng đông kéo dài cho bệnh nhân hay là bệnh nhân sẽ thực hiện xét nghiệm tăng đông và ngưng kháng đông nếu mà xét nghiệm này âm tính trong khuyến cáo này người ta đề nghị là mình sẽ không làm xét nghiệm tăng đông và điều trị kháng đông kéo dài cho bệnh nhân lý do tại sao như vậy thì à, Người ta khuyến cáo rằng đối với những trường hợp bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch nội sọ đã hoàn tất giai đoạn điều trị ngắn hạn thì khuyến cáo thực hiện xét nghiệm tăng đông để hướng dẫn điều trị chỉ khi mình có mong muốn ngưng kháng đông cho bệnh nhân, tức là mình thay đổi cái kích cục điều trị cho bệnh nhân thôi. Còn đối với trường hợp trên, bệnh nhân này thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch nội sọ mà không có ý tố xúc đẩy nữa, nghĩa là nguy cơ tái phát của bệnh nhân cao tức là khoảng 10% trong vòng 5 năm đầu tiên. Do đó là mình sẽ có chỉ định sử dụng điều trị kháng đông kéo dài cho bệnh nhân. Do đó không cần thiết mình xét nghiệm tăng đông cho bệnh nhân, tại vì xét nghiệm ra dương tính hoặc là âm tính thì cũng không có thể thay đổi quyết định điều trị gì hết. Tóm lại, các chiến lược uh, điều trị uh, xét nghiệm tăng đông ở bệnh nhân thuyên tắc huyết khối uh, trong các tình huống lâm sàng em đã trình bày bao gồm uh, các nhóm bệnh lý như bệnh nhân có thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch không có yếu tố hút đẩy ở những vị trí bất thường có yếu tố hút đẩy nhưng mà không phải phẫu thuật và có yếu tố hút đẩy là phẫu thuật thì người ta sẽ chia ra làm cái nhóm nguy cơ thuyên tắc huyết khối tái phát à, trong vòng một năm nhóm mà không có yếu tố hút đẩy là nguy cơ tái phát cao tức là 10% còn có yếu tố hút đẩy rõ ràng phẫu thuật thì nguy cơ tái phát thấp còn ở nhóm trung gian đó là những trường hợp mà bệnh nhân có vị trí bất thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở vị trí bất thường hoặc là có yếu tố hút đẩy nhưng mà không phải là phẫu thuật với nguy cơ mà điều trị kéo dài có biến chứng xuất huyết là 0,5 đến 1,5 phần trăm thì chiến lược của khuyến cáo này đưa ra đối với những trường hợp mà bệnh nhân không có yếu tố thúc đẩy thì mình không cần xét nghiệm mình chỉ điều trị kéo dài đối với những trường hợp bệnh nhân có yếu tố thúc đẩy là phẫu thuật thì mình cũng không cần xét nghiệm mình điều trị ngắn hạn khi mà kết thúc điều trị đợt điều trị thì mình chấm dứt không có điều trị kháng đông gì nữa cho bệnh nhân còn đối với những trường hợp mà ở trong cái nhóm trung bình này về cái nguy cơ tái phát trong vòng một năm thì sẽ có hai chiến lược đối với những trường hợp mà vị trí huyết khối bất thường À, nếu mình có mong muốn là mình điều trị kéo dài thì mình không cần xét nghiệm à, xét nghiệm tăng đông. Còn nếu mình chỉ điều trị ngắn hạn cho bệnh nhân, Vì giả sử như là bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch tạng nhưng mà liên quan tới tình trạng viêm nhiễm ở trong ổ bụng, à, mình dự định điều trị kháng đông 3 tháng thì mình sẽ xét nghiệm để coi bệnh nhân có bệnh lý tăng đông hay không. Và nếu kết quả bệnh lý tăng đông này âm tính thì mình sẽ ngưng điều trị cho bệnh nhân. Còn đối với những trường hợp bệnh nhân có yếu tố hút đẩy không phải là phẫu thuật thì mình sẽ xét nghiệm à, cái xét nghiệm tăng đông và nếu mà xét nghiệm này dương tính thì mình sẽ điều trị kéo dài. Lý do là những cái nhóm bệnh nhân này là có nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch tái phát thì tương đối trung bình cộng với cái yếu tố mà có bệnh lý tăng đông, nếu mà là xét nghiệm dương tính thì nguy cơ tái phát thuyên tắc huyết khối của bệnh nhân cũng sẽ cao. Do đó, mình phải trong đó những bệnh nhân nhóm trung bình này thì mình phải cân nhắc uh, lựa chọn đối với những trường hợp mà nguy cơ thuyên tắc huyết khối tái phát trung bình thì nếu mà xét nghiệm tăng đông này nó có thể chuyển dịch, nguy cơ huyết khối của bệnh nhân cao hơn so với nguy cơ xuất huyết thì mình sẽ thực hiện xét nghiệm để quyết định điều trị kháng đông kéo dài luôn cho bệnh nhân. Còn đối với những trường hợp mà ở thuộc hai cái đầu đó là đầu nguy cơ huyết khối tái phát cao hoặc là thấp thì khi mà có kết quả xét nghiệm tăng đông nó cũng không ảnh hưởng đến kết quả điều trị của mình thì mình sẽ không thực hiện xét nghiệm tăng đông cho bệnh nhân tiếp theo là mình sẽ đi đến những cái uh, tình huống uh, ít gặp hơn trên lâm sàng đó là những tình huống mà bệnh nhân có tiền căn gia đình thuyên tắc huyết hết tỉnh mạch và gặp những cái bận, vấn đề bệnh lý hoặc là đến khám bệnh viện hoặc là những trường hợp mà bệnh nhân uh, đến tư vấn để sử dụng thuốc người thai hoặc liệu phó hợp pháp hoặc mon thay thế và những trường hợp này sẽ gặp ở uh, chuyên khoa sản khoa nhiều hơn thì các khuyến cáo này người ta cũng đưa ra những cái hướng dẫn cụ thể về các xét nghiệm tăng đông ở các thành viên trong gia đình có tiền căn thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch thì người ta nhận thấy rằng đối với những trường hợp mà bệnh nhân có dị hợp tử yếu tố năm lây đen hoặc là đột biến gen thrombin thì đây là nhóm có nguy cơ thấp còn các nhóm mà bệnh lý tăng đông liên quan tới thiếu rồi C, protein S, antithrombin ba thì đây là một nhóm nguy cơ cao nhóm nguy cơ cao này dựa trên về cái biến cố xuất uh, huyết uh, biến cố xảy ra thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch lần đầu Tiếp theo, tình huống tiếp theo em đưa đến đây là một bệnh nhân à, nữ 22 tuổi điều trị ngoại trú vì trật khớp cổ chân mức độ nặng, đang điều trị nội khoa. Bệnh nhân không có tiền căn bệnh lý và bệnh nhân được khuyến cáo là không mang nặng hoặc là bất động 10 ngày và bất động 10 ngày này thì lại nằm trong cái nhóm là yếu tố nguy cơ yếu tố nguy cơ phụ tháng qua À, và tiền căn gia đình này có mẹ là bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu tuy nhiên là không có được chẩn đoán bệnh lý tăng đông thì đối với trường hợp này thì đối với trường hợp này bệnh nhân là mình có cần dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch không ạ à? À, và trong gala này người ta nói rằng mình không cần thực hiện xét nghiệm tăng đông và không chỉ sử dụng kháng đông dự phòng trong trường hợp này đối với những bệnh nhân mà gia đình có tiền căn thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch và chưa được chẩn đoán về bệnh lý tăng đông có yếu tố thúc đẩy nhỏ tức là những trường hợp bất động chấn thương nhỏ hoặc là bệnh lý nhiễm trùng thì hội huyết học mỹ khuyến cáo là không thực hiện tất cả các xét nghiệm dịch, tăng đông di truyền để hướng dẫn dự phòng à, về lợi ích về biến cố tái phát và xuất huyết nặng là không khác biệt Đối với những trường hợp mà bệnh nhân có tiền căn gia đình thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch và bệnh lý tăng đông đã được chẩn đoán có yếu tố hút đẩy nhỏ như là bất động, chấn thương nhỏ, bệnh lý nhiễm trùng thì xét nghiệm tăng đông được sử dụng để hướng dẫn điều trị dự phòng ở nhóm bệnh nhân có bệnh lý tăng đông thuộc nhóm nguy cơ cao và không thực hiện những xét nghiệm này ở nhóm bệnh nhân có bệnh lý tăng đông nguy cơ thấp. Nghĩa là cũng cùng bệnh nhân đó nếu mà gia đình biết rằng có bệnh lý tăng đông thuộc nhóm nguy cơ cao, tức là thuộc nhóm thiếu protein C, thiếu protein S hoặc thiếu antirubin 3 thì bệnh nhân này cũng sẽ được thực hiện xét nghiệm tăng đông và nếu dương tính thì sẽ được dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Tình huống tiếp theo, đây là một bệnh nhân nữ, à, cũng tiếp tục là bệnh nhân nữ mà có tiền căn gia đình mẹ bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch hồi nãy thì à, bệnh nhân đến khám sau 2 năm và bệnh nhân muốn sử dụng thuốc người thai kết hợp. À, kể từ lần khám trước thì chị gái bệnh nhân lại bị thuyên tắc phổi không có yếu tố thúc đẩy và được chẩn đoán là bị thiếu protein C thì đối với những bệnh đối với bệnh nhân này thì mình tư vấn sử dụng thuốc người thai cho bệnh nhân như thế nào ạ à? và đối với bệnh nhân này thì bệnh nhân này được khuyến cáo là sẽ xét nghiệm tăng đông và khuyến cáo không sử dụng thuốc người thai kết hợp nếu mà xét nghiệm tăng đông dương tính Đối với những bệnh nhân mà có tiền căn thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch và bệnh lý tăng đông đã được chẩn đoán thì hội huyết học Mỹ khuyến cáo là xét nghiệm tăng đông chọn lọc để hướng dẫn sử dụng thuốc người thai phối hợp hoặc là học môn thay thế. Chỉ ở nhóm bệnh nhân tăng đông nguy cơ cao và nhóm bệnh l... như... lý tăng đông nguy cơ cao đó là nhóm thiếu protein C, thiếu protein F, thiếu anti-rombin 3 với tỷ lệ à, xuất hiện biến cố thuyên tắc huyết khó tĩnh mạch khi sử dụng thuốc người thai hoặc là hormone thay thế đều cao hơn hẳn so với cái nhóm mà à, có nguy cơ thấp. tiếp theo nữa đối với những dân số chung tức là bệnh nhân một bệnh nhân bình thường không có tiền cân gia đình gì hết đến được tư vấn sử dụng thuốc người thai hoặc là học môn thay thế thì chúng ta sẽ khuyến cáo như thế nào đối với những bệnh nhân mà ở dân số chung cần sử dụng thuốc người thai phối hợp hoặc là học môn thay thế à, Hội họ huyết học mỹ khuyến cáo bệnh nhân sẽ không thực hiện xét nghiệm tăng đông để hướng dẫn sử dụng thuốc người thai hoặc là học môn thay thế cũng như những phụ nữ mà có tiền căn gia đình thuyên tắc huyết khó tĩnh mạch và tình trạng tăng đông chưa được chẩn đoán cần sử dụng thuốc ngừa thai phối hợp hoặc là học môn thay thế thì Hội uh, họ huyết học mỹ khuyến cáo là không thực hiện xét nghiệm tăng đông để hướng dẫn sử dụng thuốc ngừa thai hoặc là học môn thay thế Dạ. Yeah. Tình huống tiếp theo, đây là một phụ nữ lên kế hoạch mang thai và người phụ nữ này thì có tiền căn gia đình là có thuyên tắc huyết khó tĩnh mạch với chẩn đoán là đột biến yếu tố năm lây đen chị gái thì cũng có tiền căn thuyên tắc huyết khó tĩnh mạch sâu và đồng hợp tử yếu tố năm lây đen riêng bệnh nhân này thì chưa có tiền căn thuyên tắc huyết khó tĩnh mạch và bệnh nhân chưa từng thực hiện xét nghiệm tăng đông thì đối với bệnh nhân này thì mình có cần thực hiện xét nghiệm tăng đông không ạ à? do bệnh nhân này là có yếu tố về tiền căn gia đình và bệnh lý tăng đông rõ do đó là bệnh nhân được xét nghiệm tăng đông chọn lọc là chỉ thực hiện hiếu tố năm lây đen mà không cần phải xét nghiệm toàn bộ các yếu tố à, bệnh lý tăng đông di truyền và bệnh nhân này sẽ được dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch trong thời gian mang thai nếu là bệnh nhân thuộc dạng thuộc nhóm đồng hợp tử hiếu tố năm lây đen khuyến cáo này người ta nói rằng là những bệnh nhân có tiền căn gia đình có thiên tắc huyết khó tỉnh mạnh và đồng hợp tự yếu tố năm lây đen hoặc là kết hợp giữa yếu tố năm lây đen và đột biến gen rorobin hoặc thiếu antirombin ba thì hội tiêm huyết học mỹ khuyến cáo là xét nghiệm tăng đông gia đình đã biết dự phòng huyết khối trước sinh cho phụ nữ với cùng bệnh lý tăng đông ở gia đình tương tự với lại khuyến cáo uh, 21 thì khuyến cáo 22 này thì đối với những trường hợp bệnh nhân có tiền căn gia đình khuyến cáo huyết khối tĩnh mạch và bệnh lý tăng đông nguy cơ cao uh, thì hội huyết học mỹ cũng khuyến cáo bệnh nhân được xét nghiệm tăng đông gia đình đã biết và dự phòng huyết khối sau sinh tức là những bệnh nhân mà có tiền căn gia đình và xét nghiệm có bệnh lý tăng đông này thì mình sẽ dự phòng huyết khối tĩnh mạch trước sinh và sau sinh cho bệnh nhân và đây là tình huống cuối cùng trong cái khuyến cáo này người ta đưa ra. Đây là một bệnh nhân ung thư có tiền căn thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch gia đình. Thì um, bệnh nhân, đây là một bệnh nhân nam 65 tuổi với chẩn đoán là ung thư đầu cổ giai đoạn 2 và cần hóa trị toàn thân. Bệnh nhân có tiền căn tăng huyết áp và tiền căn gia đình thì có anh trai thuyên tắc phổi. Thì đối với những bệnh nhân ung thư như vậy thì mình có chỉ định uh, dự phòng huyết khối cho bệnh nhân không ạ? À? Dạ, yeah. đây là bệnh nhân bệnh nhân được xét nghiệm tăng đông di truyền và dự phòng nếu xét nghiệm dương tính, bởi lẽ là bệnh nhân này là ung thư đầu cổ ung thư đầu cổ thì tính trên thang điểm corona thuộc bệnh nhân thuộc sẽ nhóm là bên biến cố về thiên tắc huyết khối thuộc nhóm trung bình à, do đó là đối với những trường hợp bệnh nhân điều trị ngoại trú sử dụng thuốc hóa trị liệu toàn thân thì bệnh nhân chưa có chỉ định sử dụng kháng đông tuy nhiên bệnh nhân lại có tiền căn gia đình thiên tắc huyết khối tỉnh mạnh do đó mình cần phải thực hiện xét nghiệm tăng đông cho bệnh nhân và nếu mà xét nghiệm tăng đông ở bệnh nhân này dương tính thì mình mới có chỉ định à, dự phòng thiên tắc huyết khối cho bệnh nhân nghĩa là bệnh nhân này mình cần thêm một cái yếu tố ủng hộ cho việc dự phòng kháng đông cho bệnh nhân Dạ, kết luận phần kết luận của em đó là tỷ lệ hiện mắc của các bệnh lý tăng đông thì thấp với nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch lần đầu và tái phát thì khác nhau. Thì mình cần lưu ý đó là những nhóm nguy cơ cao bao gồm đồng hợp tử yếu tố năm đầy đen, thiếu protein C, thiếu protein S và thiếu hụt anti 3. Còn việc mà tìm chỉ định nguyên nhân tăng đông ở bệnh nhân chỉ được thực hiện khi nào mà cái kết quả xét nghiệm tăng đông này sẽ làm thay đổi các kết quả điều trị của mình tức là mình có mong muốn ngưng kháng đông cho bệnh nhân thì mình cần thực hiện xét nghiệm này khi mà xét nghiệm này âm tính thì cái việc mình ngưng kháng đông thì sẽ an toàn hơn cho bệnh nhân và trong cái khuyến cáo của hội huyết học mỹ thì người ta đưa ra những cái tình huống mình cần phải thực hiện xét nghiệm tăng đông cho bệnh nhân đó là những trường hợp bệnh nhân thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch với yếu tố nguy cơ chính không phải là phẫu thuật hoặc là sử dụng học môn đối với những trường hợp huyết khối tĩnh mạch nội sọ hoặc huyết khối tạng khi mình cân nhắc ngưng kháng đông cho bệnh nhân đối với những trường hợp bệnh nhân có tiền căn gia đình thiếu protein c thiếu protein s thiếu anti 3 ba cần dự đồng kháng đông ở nhân nhóm bệnh nhân có yếu tố thúc đẩy nhỏ hoặc bệnh nhân có ý định sử dụng thuốc tránh người thai hoặc là học môn thay thế những trường hợp phụ nữ mang thai có tiền căn gia đình bệnh lý tăng cả đông nguy cơ cao và những bệnh nhân, nhân ung thư có nguy cơ huyết khối thấp hoặc trung bình và có tiền căn thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch dạ em xin hết ạ à.